nên quý vị nói tự độ quan trọng hay độ người quan trọng người tu hành chưa chứng quả thì tự độ là quan trọng quả báo của điều này là gì tiểu thừa là a la hán còn đại thừa là viên giáo sơ trú bồ tát biệt giáo sơ địa bồ tát đây là tự độ còn chưa đến địa vị này thì không phải tự độ tự mình phải hiểu rõ điều này trong thập thừa quán pháp chúng ta đã học qua nên biết được vị thứ chúng ta ở vị trí nào đang ở đẳng cấp nào nên phải rõ ràng minh bạch người học pháp môn tịnh độ giảng sanh được coi là tự độ tuy ở trong cõi phạm tánh đồng cư nhưng cũng là tự độ vì sao vậy bởi họ chắc chắn không đọa lạc trong mười pháp giới càng không thể đọa lạc vào trong luân hồi lục đạo. Đây gọi là tự độ. Người ở trong cõi đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh Được thấy Phật A-di-đà Và đều có năng lực dùng thuyền từ phổ độ chúng sanh Đến đâu? Đến mười phương thế giới trong mười phương thế giới đều có những chúng sanh có nhân duyên với chúng ta họ có cảm chúng ta liền có ứng giống như bồ tát quán thế âm vậy cần lấy thân phật để độ thì liền thị hiện thân phật cần lấy thân bồ tát để độ thì liền thị hiện thân bồ tát tất cả các thân đều có thể hiện tất cả pháp đều có thể giảng không hề có chướng ngại thần lực đức tướng của chúng ta tương tự với phật a di đà toàn nhiếp phật công đức thành tự công đức phật ở đây là phật a di đà chúng ta nỗ lực sẽ làm được nhưng phải thật sự chịu buông bỏ nếu không chịu buông bỏ sẽ không có cảm ứng này thân tâm hay thế giới đều buông bỏ hết thân này không phải tôi khởi tâm động niệm suy này nghĩ nọ cũng đều không phải là tôi đều phải buông bỏ buông bỏ thế giới sống trong thế gian này còn có thân thể thì còn tùy duyên tất cả đều tùy duyên tốt